ฮัลโหลlà đây là sơ đồ vương lý của em, đây là mạch reset, đây là mạch châu động và nối hai con led và led hàng chục là nối chân bột B và led hàng đơn vị nối bột C với bột D là thứ tự nối led led bảy độ em sẽ nối vào các chân từ là từ một tới bảy và chân còn lại nối vào chân VDD vì đây là dùng led bảy độ trung dương và tương tự như vậy con led thứ hai cũng đã nối từ một tới bảy và chân còn lại nối với VCC về phần nút ngắn đó, từ phần nút ngắn thì em nối hai chân star qua vào nút bấm star vào chân rạp B7, nút ngắn đa vào chân rạp B6 và nút ngắn up vào chân rạp B5 và tất cả chân là đều và cái chân còn lại thì nối vào và về cái chân là chính là gen AD. Tiếp theo là sơ đồ nguyên lý của em, lưu đồ của em. Đầu tiên là em sẽ cải tạo bóc B, C và D, kéo bóc B lên đun ấp vì bóc B được khởi tạo là input, thực hiện kiểm tra nếu nút nhắn là nếu nhắn nút nút ấp thì sẽ thực hiện chống dậu sau khi kiểm tra là cái giá trị hiển thị, cái giá trị mà hiển thị nó có nằm trong phạm vi từ 2 đến 15 hay không, nếu đúng thì tăng giá trị hiển thị lên một và hiển thị ra led bảy đoạn và nếu nút ấn xa thì sẽ thực hiện nó sẽ ngã xuống đài và kiểm tra tiếp tục nút nhấn đào nếu đúng nhấn đào đối đúng thì chống dội, thực hiện chống dội xong và để kiểm tra cái giá trị hiển thị ra nằm trong có nằm trong khoảng từ 2 tới 15 hay không, nếu đúng thì sẽ giảm đi hai giá trị và hiển thị lên led lên hai led bảy đoạn và nếu mà nút nhấn đào xa thì nó ngã xuống kiểm tra nút nhấn star nút nhấn star mà nếu nhấn star đúng thì sẽ hiện chống dội và nhấp nháy hai led bảy đoạn với số lần hiển thị trên ước ba số lần hiển thị trên led và nút xa thì nhà cái chương trình mà thực hiện lại vòng lặp như vậy. Tiếp theo là chương trình hoạt động của em. Chương trình hoạt động của em đầu tiên là em khai báo cơ bản cho một con vi điều khiển, khai báo hầm sử dụng hầm ngoài để hiển thị led hai led bảy độ. Chương trình hiển thị hầm ngoài hai led bảy độ đó là em đầu tiên là báo biến A và lấy led vậy sẽ bằng A chia cho 10 để lấy phần dư và lấy hàng chục lấy a chia 10 lấy phần nguyên và hiển thị led bảy đoạn bằng cả a bắt học xích, nếu mà xích bằng không thì sẽ xuất ra AOD bằng 0x81 hát theo mã hát tương tự như vậy với số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và lấy hàng chục em cũng làm như vậy với nhưng mà với box C và em đã xong hầm hiển thị led. Sau đó là thực hiện chương trình chính, đầu tiên là khai báo BC, khai báo CD là trạng thái chân là output và chân B là trạng thái là input, tất cả chân B được kéo lên trạng thái bull up để tránh trạng thái thả trôi của nút nhắn. C và D thì đều đã thả lên trạng thái cao vì sử dụng led vì sử dụng led trục dương nên cái trạng thái to thì led sẽ không hiển thị và khai báo một biến toàn một biến cho tất cả cho led một biến chung B bằng 5 hiển thị giá trị B bằng 5 ta pha ra hai led. Sau thực hiện vòng lặp quay kiểm tra nút bấm chân B 5 là nút up, nếu nút ấm có ấp thì trong thực hiện chống dậu cho lúc nhắn ấp kiểm tra nó có trong phạm vi 15 từ 5 đến 15 hay không, nếu đúng thì cảm giá trị B lên 1 và hiển thị B lên và nếu mà và tiếp theo trường hợp chậm lúc đau input kiểm tra chân B chân đào có nhắn được không mà qua cổng đi xa B6 thực hiện chống dậu cho lúc đau kiểm tra nằm trong phạm vi
Vậy đạt cái 15 để hiện thị không? Thấy đúng thì giảm giá trị xuống hơn và hiện thị lát. Trường hợp nhấn nút Start, nếu mà qua thông qua chân cổng, thông qua chân về lại ý đúng thì thực hiện trong dậu cho nước mắm. Và sau đó thì thực hiện vòng lặp For. Và họ với giá trị vòng lặp là chính giá trị B, đây chính là giá trị hiển thị trên LED. Và sau khi là tắt hai LED, ta bị lai khoảng 20 mA hiển thị LED là và bị lai 20 mA thực hiện vòng lặp ba số vòng lặp của B và các chương trình. Tiếp theo là phần mô phỏng của em. Tiếp nhấn full lên một lần, hai lần lên 7, ba lần lên 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Khi đạt giá trị 15 rồi, dù em nhấn thêm nó cũng sẽ không tăng lên. Và nhấn nút đào xuống, khi có dưới 5 rồi nó sẽ không tăng lên. Khi em nhấn đạt giá trị là 7, em nhấn nút Start, nó sẽ chấp lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và em giảm xuống 2 giá trị. Em sẽ hiển thị lên rất 1, 2, 3, 4, 5. Và giá trị nhấp nháy và đúng giá trị hiển thị trên LED. Xin kết thúc phần trình bày của em ở đây.